chú. Vô, vô, chú, chú. Vô. Giờ con hỏi chú cái nha. Ừ. Theo chú mà dự đoán á, ai thắng chú? Việt Nam mình thắng chắc luôn, thắng xiền luôn rồi khỏi hỏi. Chú nghĩ giống con. Không dám đâu, con sai à. Con có suy nghĩ giống chú mới đúng mà nghe. Quên con nhỏ à, xin lỗi chú. Chú, giờ chú nghĩ tỷ số nè. Theo kinh nghiệm của chú thì trong trận cuối cùng này chiều nay thì đội mình sẽ thắng 3-2. Chú hiền quá. Dự đoán của con, Việt Nam sẽ thắng 4-1. Không, con nhỏ hơn chú, sao kinh nghiệm bằng chú. Chứ phân tích, chứ suy nghĩ, chứ phán đoán là mình thắng 3-2 thôi. 3-2 là ngon lắm rồi con, hãnh diện lắm rồi. Chú nói chuyện vậy chú làm phật lòng quá. Sao phật lòng? Chú là tuổi đời chú, chú lớn. Đúng rồi, tuổi nhưng già. Nhưng mà xét về kinh nghiệm, lớp trẻ. Chú không có nghe cái câu hậu sinh khả úy à. U23 là cận với tuổi con, nhỏ hơn con có vài tuổi thôi. Con biết cái sức lực, cái tốc độ chạy. Nhưng mà con nghe nói là gừng càng già càng cay sao. Chú nói 3-2 là 3-2 mà. Bây giờ chú không phục phải không? Không phục. Cá độ đi. Muốn cá đồ cá, muốn cá gì cá nè. Bây giờ con có gì mà con đòi cá với chú nè. Cá cho tới nè, cá cho đáng nha, nhỏ nhỏ chú không chơi à. Gì? Ý chú là chơi lớn, chơi hết bài luôn hả? Chơi sổ chấp vậy đó, chơi là chơi hoành tráng. Cá chú cái điện thoại, bây giờ con mà thua á, lấy điện thoại con đưa chú luôn. Rồi, chơi luôn. Ừ. Là chú thua gì con? Vợ chú á, nấu ăn rất là ngon. Nếu như mà chú thua đó, thì chú sẽ nói vợ chú qua nhà con nấu ăn cho vợ chồng con có được không? Rồi. Chú chơi lớn vậy luôn hả? Chơi lớn luôn mà. Nếu mà chú không vậy á, con cũng chơi cho ngang bằng chú luôn. Ngang bằng sao? Là bây giờ con mà thua, con kêu con vợ con qua nhà làm mô xin cho chú. Rồi vậy được á. Vậy là chơi ngon à nha. Trời, chơi ngon chứ đâu phải chú lớn tuổi chú chơi cha con được mình chơi đâu. Chơi phải. Hổ mày. Điệp, chú coi con. Trời, chân dài quá. Ôi nhưng mà không sao. Chân ngắn có cái hay của chân ngắn chứ. Con nghe ông bà ta nói ha, đẹp để làm gì, chân dài để làm gì. Đẹp chỉ để yêu, yêu kiều chỉ để ngắm. Chân ngắn mà đầm thấm thì sẽ đắm cả đời đó. Chú đánh giống lãng hay quá. Đang gây lộn mà chú nói gì đánh giống lãng. Mình ăn lên chơi. Hay là sát đừng nói nghe. Sát để con đá chú hả? Ừ đúng rồi, tôi mình đá. Hổ mày qua mặt tao. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.